Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái vấn đề hôm nay em nói nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng tại vì có rất nhiều anh em khi mà xem cái kênh của em ấy thì hay hỏi cái câu hỏi này. Đó là cái câu hỏi mà tại sao máy bác có cái đèn gì nó nháy nháy như thế? Đây này, cái đèn nháy nháy này. Đó. Thì cái đèn nháy này nó là cái đèn gì ấy? Thì chắc anh em nào dùng điện thoại thì đều biết hết rồi, nhưng mà em nghĩ là những bác nào mà hỏi câu hỏi này chắc là cũng gần như là không chưa chưa tìm hiểu vấn đề này. Thì cái vấn đề này nó rất là đơn giản thôi. Cái đèn nháy nháy này này, nó đang nháy đấy, nó là cái cảm biến tiệm cận nhé, chứ không phải là cái đèn, nó không phải là cái đèn led đâu cả, nó chỉ là cái cảm biến tiệm cận. Mục đích của cái cảm biến tiệm cận này là để khi các bác gọi điện, đây ví dụ đây em gọi điện cho các bác xem, gọi chính không không được đó, các bác chờ tí. Đấy. Khi các bác gọi điện như này này, các bác áp cái tai các bác vào cái màn hình ấy thì nó sẽ tự động tắt cái màn hình cho các bác nhé. Này, ví dụ này. Đó, các bác ví dụ áp tai vào như như tay em áp vào đấy. Đó, mở ra thì nó sẽ sáng lại. Áp vào thì nó sẽ tắt, mở ra thì nó sẽ sáng lại. Đó. Thì nó chỉ có chức năng đơn giản như thế thôi, và ngoài ra nó còn có một chức năng nữa, đó là nó gần như là cái cảm biến để mà đo cái độ sáng ấy, độ sáng của cái môi trường xung quanh ấy. Đấy thì cái việc đo độ sáng ấy thì em không biết nó có phải dùng cái cảm biến khác nữa hay không, nhưng mà em nghĩ là nó vẫn dùng cái cảm biến tự cận này thôi. Nó sẽ đo cái độ sáng của cái môi trường bên ngoài để nó để nó điều chỉnh cái đây này, điều chỉnh cái độ sáng tự động này này. Đấy, các bác nhìn này, đây này, đây có cái gọi là điều chỉnh độ sáng tự động nhé. Đấy, ví dụ như là bây giờ em đang để tự động gì nhá, nó đang là 46 nhé, nó đang để là 46% này, các bác nhìn chắc là nhìn thấy đúng không? Bây giờ em sẽ bật thêm một cái đèn nữa. Đó. Để xem nó điều chỉnh lên bao nhiêu nhé. Đây các bác nhìn này này. Đó. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó tự động điều chỉnh lên 100%. Đấy. Bỏ ra này. Bỏ ra xem nó điều chỉnh về bao nhiêu. Ồ, vẫn thế à? Đây ví dụ em che bớt ra đi. Đấy, các bác nhìn thấy đấy. Nó đang tự động em che bớt ra đi này. Thì bây giờ nó đã về cái mức đấy, nó đang dần dần xuống này, đấy đấy đấy, nó về cái mức đấy, về mức 9 luôn này. Đó, mở ra này, nó sẽ lên này. Đó, đấy, có thấy không, tự động nó lên đấy nhá, không phải em điều chỉnh cái gì đâu nhá. Thì đấy, thì cái chức năng của cái cảm biến tiệm cận thì nó có hai chức năng như vậy. Thì nhiều bác ấy bảo là tại sao cái máy của em ấy nó lại không có cái đèn chớp chớp như vậy. Thì cái đèn này ấy, cái khỏe cái đèn mà là cái cảm biến tiếp cận này, nó là một cái dạng hồng ngoại nhé, nó không thể nhìn bằng mắt thường được đâu. Các bác nhìn ở ngoài 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 các bác đang sử dụng bình thường ấy, nhìn ở ngoài bình thường ấy, thì các bác sẽ không thấy nó đâu, không thể nhìn thấy nó chớp chớp như này đâu. Thì các bác muốn nhìn thấy nó chớp chớp như này thì các bác, một là các bác phải lấy cái gương các bác soi vào. Đây ví dụ như em lấy cái gương, chờ tí em đi lấy cái gương, quên lấy cái gương các bạn. Đây thì một là các bác phải soi vào cái gương như này đấy, các bác nhìn thấy không, đấy các bác soi vào gương như này này đấy, đó thì các bác sẽ nhìn được cái nó nhấp nháy như vậy. Này chờ gần cho các bác xem đó, không nháy là đấy, đấy gần lại này đó, bây giờ nó nháy mà. Đấy đấy, nháy đấy các bác, đấy đó, nháy đấy các bác. Đó thì một là các bác phải dùng cái gương để các bác soi vào cái soi ngược như em này này, soi vào cái camera như vậy. Đấy thì nó sẽ các bác sẽ thấy nó nháy nháy như vậy. Hai là các bác phải dùng một cái camera khác. Đây, ví dụ như em dùng một cái camera khác. Đây em sẽ để cái con wing của em ở đây. Hai là phải dùng cái camera khác nha các bác. Đây. Ví dụ em dùng con G8 này đây, em sẽ soi vào. Đây, các bác nhìn này này. Con G8 nó cũng có cái đèn cảm biến nó nhanh đang nhanh nháy đây này. Đấy. Thì đây con Wing này, em sẽ soi gần gần vào đấy. Các bác nhìn này đấy. Không biết các bác có nhìn rõ không, nhưng mà đây. Đây này, nó nháy đây này. Đấy, tắt đi này. Tắt con Wing này. Đó thì em sẽ sờ sờ vào chỗ cảm biến cận của nó. Đấy, thì có lúc nó nháy, có lúc nó không nha các bác. Đấy. Bật lên này. Tắt đi này.
Đó, có lúc thì như này thì nó chả thấy nháy gì cả. Đấy, xem nào có nháy không nào. Nó không thấy nháy gì các bạn. Đấy, đang nháy, đang nháy, đang nháy. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó nháy nháy đấy. Thì các bác cứ soi đi soi lại thì có, tại vì nó hoạt động không phải lúc nào nó hoạt động 24 trên 24 đâu, có lúc nó tắt đấy. Có như thế. Đấy thì nó nháy này các bác nhìn thấy đấy. Đấy, các bác lấy cái camera khác, camera của điện thoại nào cũng được. Các bác chiếu vào, soi vào như thế thì các bác sẽ nhìn thấy được cái đèn của các bác đang là nháy. Thì các bác nào không nhìn thấy nhé, thì chứ cứ phải soi đi soi lại nhiều lần nhé, chứ không phải là soi phát là nó thấy một phát là nó thấy luôn đâu. Em nghĩ là nó cũng cứ phải soi đi soi lại nhiều lần thì các bác mới biết được là nó đang như thế nào. Đây, ngay cả con G8 thì nó cũng có cái cảm biến tiệm cận ở đây. Đấy, nó đang nhấp nháy này. Đó, thì em cũng thử lấy cái camera khác soi vào nhé. Đấy, con Wing luôn. Soi vào con G8 này. Đấy, hiện tại thì nó không nháy. Đấy. Tắt đi này. Đấy, đang nháy đấy. Đấy, có nhìn thấy không? Đấy, đang nháy đấy. Đấy. Đấy, đang nháy đấy các bác. Đó. Đó, các bác nháy đỏ luôn này. Đó, đang nháy đấy. Đó, nhìn lại kỹ đấy, xem phải nó không. Ồ, chính xác rồi. Rồi. Đó, thì ở con G8 ấy, nó có hai cái cảm biến nhé. Nó có hai cảm biến. Đây, như hiện tại thì đây là cái cảm biến tiệm cận. Đó, nó đang nháy nháy đỏ luôn này. Đấy, nháy gần như đứng im luôn này. Đấy, ngoài ra ấy, con G8 này nó có một cái cảm biến nữa là cảm biến Face ID 3D ấy. Thì hiện tại là em không dùng, em không bật cái tính năng Face ID 3D lên, cho nên nó sẽ không nháy cái màn cái cảm biến đó đâu, và em cũng không hiểu bật không bật thì vì sợ các bác nhầm lẫn, thì em chỉ giới thiệu thế thôi. Còn con điện thoại nào ấy nó cũng có cái cảm biến tiệm cận đấy các bạn, không phải gì riêng về 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 LG mới có đâu. Điện thoại nào cũng có hết, hãng nào cũng có hết. Đấy, cho nên là đây là chuyện hết sức bình thường nhé. Nó không phải là đèn LED, nó là cái cảm biến tiệm cận, và để nó có chức năng là khi mà các bác gọi điện áp tai vào màn hình thì nó sẽ tắt màn hình, và mở ra thì nó sẽ sáng màn hình trở lại. Và nếu như bác nào ấy, các bác nào mà có gặp hiện tượng mà khi mà các bác gọi điện mà áp tai vào ấy mà nó không tắt ấy, nó không tắt màn hình và mở ra, nó nhiều khi là áp tai vào nó không tắt này, hoặc là áp tai vào nó tắt nhưng mà khi mà mở tai ra ấy, mở không áp vào tai nữa ấy, nó vẫn không không sáng màn hình lại ấy, thì cảm biến tiếp cận của các bác ấy đang là có vấn đề về 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 cái lỗi. Thì có một clip em cũng đã hướng dẫn các bác cách sửa cái lỗi đấy rồi, nhưng mà hôm nay hướng dẫn lại cho các bác nhé. Một phần là cũng các bác cũng test luôn cái cảm biến tiếp cận các bác có ok không. Thì các bác nếu như các bác dùng LG thì các bác dùng cái lệnh ẩn như thế này. Đây là con G8 G8 mặt hàn đấy các bác, thì các bác dùng lệnh này. Đây, em có viết cái lệnh lên rồi. Đây này, đây này, đây, lệnh đây nhá. Các bác cứ theo cái lệnh này mà làm thôi. Máy Hàn máy Mỹ đây, dùng cho LG thôi nhá. Đấy, ok chưa, các bác cứ dùng theo y cái lệnh này đó. Máy Hàn máy Mỹ em để đây đó. Thì như con G8 này nhá, em sẽ test cho các bác xem sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 8 2 0 thăng đó. Thì các bác vào được bên này, các bác vào drive test này, SAT này, vào cái phần manual test này, thì đây ngay ở cái dòng thứ hai này có cái từ key press test này, đấy các bác vào phần đấy đó, các bác phần này. Thì ở trạng thái bình thường nó sẽ màu xanh như thế này, nhưng mà khi các bác đưa cái ngón tay vào cái phần chỗ cảm biến tiếp cận ấy, nó sẽ xem màu đỏ nhé. Đấy, các nhìn này, đấy nó chuyển sang màu đỏ này. Đấy, đấy, thì khi mà các bác đưa tay như vậy thấy nó còn ok thì nó còn chuyển được màu xanh sang màu đỏ hoặc là đỏ sang xanh, nói chung là đấy nó như em này này thì là ok nhé. Thì là cái cảm biến tiếp cận của các bác là còn ok. Còn nếu như các bác đưa tay vào mà không có chuyển biến gì về màu này thì có nghĩa là cái cảm biến tiếp cận của các bác đang bị hỏng, đang bị lỗi gì đó. Thì có một cái cách để các bác làm này, thì các bác nhấn vào cái chữ đây này, đây nhìn cái chữ này, cái chữ calip start này, có nghĩa là nó hiệu chuẩn lại cái cảm biến tiếp cận này. Em sẽ ấn cho bác luôn nha. Đấy, đấy, nó hiệu chuẩn lại đấy, các bác cứ làm mấy lần được không sao cả. Calip ấn giữ mấy giây nhé. Đấy, và nhìn này, ấn giữ mấy giây nhé, không phải là ấn phát ra đâu, ấn giữ mấy giây đó. Rồi, và các bác test lại ok là được. Đó, ok đó, để gần này, xa ra tí này, đó gần hết này. Đấy, đây nó có hai chức năng, hai hai nó có hai cái điểm điểm này, nó sáng hai cái này này. Đấy, các bác có thể dịch cái chữ dòng, các bác dịch đây này, đây các bác nhìn đây này. Đây, như nãy em đầu clip em cũng có nói rồi đấy, thì đây, một là nó
nó có cái chức năng là gần này đấy, nó có chức năng là cái cảm biến cái độ xa gần của cái gì cái vật thể nó tiếp xúc vào ấy. Còn dưới này nó có cái dơ lai này thì nó cứ là cảm biến ánh sáng ấy đấy, thì em có thể em giới thiệu cũng đúng đấy rồi. Ok thì nó nôm na là như vậy, các bác đưa vào đưa ra nó ok là được, và nếu mà các bác nào mà lỗi thì bác clip nó lại đấy là xong đấy, đơn giản thế thôi. Còn các bác nào mà clip rồi, thực sự là cái việc clip cái sensor tiệm cận này rồi, nhiều khi là clip xong rồi nó vẫn có thể là nó lại bị lại các bác nhé, không phải là cứ clip xong là ok là nó sẽ bền mãi mãi đâu, không phải. Có nhiều lúc đó em cũng thử nghiệm rồi, có nhiều lúc là nó cũng bị trở lại, cho nên là các bác nếu mà trở lại nữa thì các bác cứ cứ lại clip, mà đến một thời điểm đó mà clip nó không được nữa rồi thì các bác chắc chắn phải thay cái cảm biến tiệm cận này thôi đấy, nó rất đơn giản như thế thôi. Rồi ok nhé, xác nhận lại cho các bác nữa là cái đấy là cái đây đèn này, cái đèn nhấp nháy này đấy, không phải là đèn led nhé, nó là cái cảm biến tiệm cận thôi và mắt thường không nhìn thấy được, các bác phải soi vào gương hoặc là lấy camera khác soi vào thì mới được rồi. Ok, đơn giản, chào các bác nhé.